với Bá Hùng Audio. Clip này em test cặp loa Tannoy Kingdom 12 vừa mới giới thiệu đến với quý vị bạn. Đây là một cái cặp loa tuyệt đẹp, chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời, đặc biệt là với một cái cấu hình cũng như là một cái thông số kỹ thuật hết sức là lý tưởng. Đây là một cặp loa rất đáng chơi và có thể nói rằng toàn diện cả nghe lẫn nhìn, chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời ở cái cặp loa này. Để chứng minh điều đó, bây giờ xin mời quý vị bạn cùng thưởng thức cặp loa Tannoy Kingdom 12 em ghép với chiếc âm ly Macintosh MA8000. Cặp loa giao lưu với anh em là 185 triệu, hàng tuyển chọn còn đẹp xuất sắc mọi chi tiết và không một điểm trừ ở cặp loa này. Đó. Bây giờ thì xin mời quý vị bạn cùng thưởng thức ạ. Vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương.